Chắc không biết nào cả. Đem cho chị luôn. Số nhiều quá. Vô cái lọ thuốc. Chúng ta có khác biệt gì đâu. Tầng tầng 2 đi. Xong rồi cơ mà. Ôi, không có khác biệt gì hết. Tầng 30 rồi. Thế không? Giờ phải đi ngủ đây. Trời đất. Sao lại có quá giật không vậy? Sao lại cẩn thận. Úi. Trời đất. Đi thử cái căn nhà này cũng được. Trong đó không có. Quăng đồ nè. Chúng ta có miếng khói là đâu.